Alo 1 2 3 4. Alo, hello các bác. Sau những cái buổi đi câu nói chung là phê pha trong thời gian vừa rồi thì anh em tôi liên tục cập nhật những cái mẫu mồi mới để đưa lên hoan cam phục vụ các bác. Thì đây là hai cái mẫu mồi mới tôi sẽ unbox trong cái buổi ngày hôm nay. Mẫu mồi này thì để cái video sau. Nó là cái mẫu mồi thành cặp, hai con, một con to một con nhỏ. Thì cái mẫu mồi này đợi trong cái video sau, và các bác có thể kích cái phần cạc này để xem cái video đó. Thế còn trong cái video này thì tôi xin phép giới thiệu với các bác một cái mẫu mồi mới mà tôi mới chơi trong cái hộp mồi của tôi đây. Nó gọi là cái mẫu mồi tên nó là sóc chuột. Tên nó rất là nghe nó quái oăm. Sóc lại chuột. Nên hình dáng của nó giống con sóc, giống con chuột gì đó tôi chả biết. Thế nhưng mà nhà sản xuất là của nhà xuất Peacock của Thái Lan. Mồi này mồi nhái hơi Thái các bác nhé, mồi nhái hơi. Có hai cái mẫu là trọng lượng khác nhau là 7,5 gram và 10,5 gram. Thì trên tay tôi đây là 7,5 gram này, 10,5 gram. Tôi sẽ mở ra từng cái để các bác xem. Bao bì thì ra hãng làm là hơi to, thật như thế thì cần bé bé thôi thì đỡ, nhưng mà cái phần to to này thì nhìn nó hơi loạc xoạc. Trên bao bì có tên của Peacock này. Thì trong thời gian vừa rồi tôi chơi ấy, đa phần cái địa hình nó câu thời gian vừa rồi là nước nó ngập rất là cao, thành ra toàn đánh tỉa vào các cái bụi rậm ấy, nên là đa phần chúng tôi không chơi được những cái mồi bình thường hay chơi, ví dụ như con V5 này, hay con mồi TNQ của anh Toán này, hay là con Peacock nhiều lắm. Và tôi chủ yếu chơi con Bumpy. Bumpy thì nó chống vướng tốt hơn hẳn so với tất cả những mẫu mồi khác, mỗi tội là đóng cá nó sẽ kỹ thuật nó sẽ khó hơn một chút thôi. Thế nhưng mà con này mà tôi chơi thì cái thiết kế về mẫu mồi rất đẹp, và thứ hai nữa là nó có cái phần đuôi là hai thìa, các anh em có thể nhìn thấy. Tôi rất thích chơi những cái mồi mà nhái hơi đuôi nó có hai thìa, bởi vì hai thìa thường nó sẽ tạo cái tiếng động khá lớn khi mình kéo mồi chạy, và thứ hai nó vẫy nước tương đối là tốt để dụ cá ở trong những cái khu vực mà nó nằm sâu trong, nó ra ngoài mình không ném mồi được vào. Và đồng thời các cái thìa thường là nó sẽ thiết kế không phải là nó giống nhau, mà một cái thìa dạng này một cái thìa dạng khác, để nó tạo cái lượng nước vẫy nó khác nhau. Ví dụ như cái này là thìa trên là cong này, cong bè này, thìa dưới là cong đều giống như một cái thìa bình thường, còn trên này thì là nó sẽ cong theo kiểu bẻ lá gấp vào một chút, và ở trên cái thìa là đều có cái logo của cái chữ Peacock ở đây gắn lên trên này. Thì đây là cái mẫu 7,5 gram. Thế còn đây là cái mẫu 10,5 gram. 10,5 gram tôi thấy có vẻ là chơi nó sẽ phù hợp hơn nhiều với anh em, nếu như chẳng hạn quanh những địa hình mà nó vướng một chút, vì cái mồi 10,5 gram ấy là cái bề dày của cái phần mồi này nó cao hơn so với, và nó cứng hơn một chút so với con 7,5 gram. 7,5 gram thì nó sẽ tương đối là mềm, các bác bắt những cái cá nhỏ thì là nó dễ sập cái phần lưỡi xuống. Thế còn lại con mồi 10,5 gram thì ném xa hơn, đồng thời là dễ kiểm soát mồi khi chạy hơn khi mình ném ấy, và cái phần lưng cao su này nó sẽ cứng hơn một chút so với con 7,5 gram. Thì đây là 7,5 gram này, và đây là 10,5 gram. Thì tôi quay chi tiết để anh em xem. Thiết kế thì nó rất là đẹp luôn. Thật ra anh em mình câu ấy đâu phải là nhiều lúc con mồi cứ có mồi lạ mình muốn thử một tí xem là nó ra làm sao, nó phù hợp với không. Chứ còn đa phần anh em mình sẽ chọn ra một vài con mồi mình hay chơi nhất, đúng không? Nhưng mà trong bộ sưu tập của chúng ta bao giờ cũng sẽ có rất nhiều con mồi khác nhau, vì là đi câu thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện một cái cần câu mình có thể dùng là 1 năm, nhưng mà mồi ta sẽ liên tục thay đổi mua. Máy cũng thế, nếu mà không hỏng ta cứ dùng mãi được, nhưng mồi thường xuyên sẽ thay ấy, vì là ném mãi một con nó cũng chán. Thế còn có những cái mồi khác thì là nó sẽ ném xuống hơn. Đây hai con đáy đều là màu trắng các bác nhé, phần đáy ở dưới ấy, bụng dưới ấy, là màu trắng, mắt làm rất tinh xảo, khá là đẹp. Đó, và cao su là cao su đúc. Hai cái mắt nó gồ lên một chút này, nó vừa giống mồi thật, và thứ hai nó tạo ra một cái đường chống vướng khi mình chạy con mồi qua những cái chỗ mà nó vướng cỏ. Lưỡi hai à, thìa hai lưỡi khá hở sang hai bên, không chụp hẳn lên trên. Đóng cá nó sẽ sốc được kỹ hơn, chắc hơn. Còn đây, bên trong mồi đây. À, cao su rất tốt luôn các bác ơi. Ui giời, sặc lắm. Cao su rất tốt luôn. Thường thì mồi nhái hơi Thái thì bao giờ nó có một cái lượng chất lượng cao su tương đối, tôi đánh giá là đồng đều ở các cái nhà sản xuất khác nhau.
nên là nó sẽ có một cái độ đàn hồi tốt này, rồi độ cứng vừa phải này, cũng như là cái màu sắc của trên vỏ là các nhà sản xuất của Thái là tương đối là đồng đều, không nhiều sự chênh lệch lắm, chủ yếu khác nhau về thiết kế, về màu sắc và về các cái chi tiết như là thìa hoặc là lưỡi thôi. Và các cái phần mani xoay ở đây, ví dụ như con này là có mani xoay ở ngay đầu này, họ ra như này, xoay mani xoay ở đây là mình đánh con mồi nó không bị lộn. Ok, đấy các bác, thì hôm nay tôi chỉ xin phép giới thiệu ngắn thế thôi, hai con mồi Peacock 7,5g và 10,5g. Màu thì có hai màu để các bác lựa chọn tùy vào cái màu sắc, vào cái sở thích của mình. Chúc anh em lên cá nhiều và có những buổi đi chơi thực sự là thú vị. Thì bây giờ tôi sẽ unbox cái mồi mới thứ hai, là cái con mồi theo cặp như thế này.